Dạ vâng, hôm nay thì em Thinh lại tiếp tục lên báo giá nhanh 5 mẫu nồi cơm điện dòng nội địa Nhật để cô chú anh chị nhà mình vào theo dõi. Vâng, chào mừng cô chú anh chị nhà mình vào theo dõi kênh YouTube Hồng Thinh Nhật Bãi. Lời đầu tiên Hồng Thinh em kính chúc đến toàn thể cô chú anh chị nhà mình một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, thành công trong mọi lĩnh vực. Vâng, cô chú anh chị nhà mình ơi, ngày hôm nay thì cũng như thường lệ em lại vào báo giá nhanh 5 mẫu nồi cơm điện dòng nội địa Nhật để cô chú anh chị nhà mình vào theo dõi và lựa chọn cho gia đình nhà mình. Vâng, bây giờ thì em sẽ quay thành vách từng mẫu một, cũng như là lòng trong để cô chú anh chị nhà mình vào theo dõi và lựa chọn cho gia đình nhà mình. Một chiếc nồi đầu tiên của ngày hôm nay em gửi đến cô chú anh chị nhà mình đó là một chiếc nồi thương hiệu là Izitoama. Vâng, cái này thì nó là của Trung xuất Nhật, cô chú anh chị nhà mình nhé. Và riêng cái dòng nồi Trung xuất Nhật này thì độ bền của nó rất là cao này. Đấy, đây em quay thành vách để cả nhà mình thấy. Nó không có bị chảy xước hoặc là móp méo ở đâu nhé. Rất là đẹp này, bề mặt đường trên đây. Đấy. Và bây giờ thì em sẽ mở vào lòng trong. À, cái này em sẽ nói, cái này thì nó là thuộc dòng cao tần nhé. Cao tần 1 lít, đời là đời 20 nhé cả nhà mình. Đấy, đời rất là cao luôn. Vâng, lòng trong của nó này, cái này thì đang còn mới lắm, đang còn xuất sắc lắm cả nhà mình nhé. Đây em sẽ mở nắp ra để cả nhà mình thấy này, cái độ mới, độ sáng bóng của nó này cực kỳ là cao luôn nhé, chưa có một cái dấu hiệu gọi như là ngã màu gì nhé. Đấy, gioăng thì cực kỳ là dày này. Đấy, sự đàn hồi thì rất là chất. Vâng, cái hàng này thì nó là hàng mới đấy, rất là đẹp luôn đấy cả nhà mình ạ. Nồi thì không thể chê vào đâu được, riêng các bác thấy cái dòng nồi này nó rất là dày luôn nhé. Mình cái nồi này nó phải rơi vào mấy cân luôn. Và cái này thì mới xuất sắc nhá, mới như một cái nồi mới luôn cả nhà mình ạ. Thế nhưng mà nó đã qua sử dụng, ở trong lòng thì nó không có một vết chảy xước lông chó lông mèo gì hết này. Đấy, rất là đẹp nhá. Đấy, thành vách thì cực đẹp luôn. Đó, cái này đẹp lắm luôn nhá cả nhà mình. Cái này thì bên em sẽ bảo hành cho các bác là 5 tháng luôn này. Đấy, bảo hành 5 tháng luôn nhé các bác nhé. Riêng cái dòng nồi này chất lượng lắm luôn. Cái này thì bên em đang bán với giá là 2.100.000 đồng. Vâng, bác nào mà ưng mẫu này thì chụp lại gửi vào Zalo cho em, hoặc là liên hệ vào số điện thoại của em là 0336148716 cả nhà mình nhé. Số Zalo của em cũng là số này. Bên em thì sẽ bao ship toàn quốc, đồng thời là bảo hành cho các bác là 1 tháng. Đó là riêng về cái dòng nồi Nhật. Còn riêng nồi Nhật Trung xuất Nhật này thì bên em sẽ bảo hành cho bác là 5 tháng luôn. Bây giờ thì em xin phép được sang cái mã thứ hai của ngày hôm nay. Cái mã thứ hai của ngày hôm nay thì nó là thương hiệu Zojushi nhá. Zojushi này. Đấy, cao tần 1 lít đời 14 này. Cái này thì cũng đẹp này, thành vách này, cả nhà mình thấy đấy, thành vách. Cũng không có bị móp méo chảy xước ở đâu nhá, rất là đẹp luôn. Cái này thì nó có một chấm nhỏ ở đây, cả nhà mình thấy đấy, có một chấm nhỏ ở đây. Đấy, thông thường thì nếu mà không có chấm thì cái này cũng đắt đấy, thế nhưng mà nó có cái chấm nhỏ ở đó. Cái này cao tần 1 lít đời 14 này, bây giờ em sẽ mở vào lòng trong nhé. Lòng trong của cái này thì gioăng cũng đang đẹp nhé, sự đàn hồi này, cả nhà mình thấy đấy, sự đàn hồi này, gioăng này, rất là đẹp luôn. Lòng nồi nhá, lòng nồi này, cực đẹp luôn. Đấy, lòng nồi của cái này thì nó chỉ có đôi ba chút, tức là xước lông chó lông mèo thôi nhá. Đấy, không đáng kể. Cái này không ảnh hưởng tới chất lượng khi mà mình nấu cơm nhá. Cơm vẫn rất là ngon này. Đấy, lòng ngoài không có bị chảy xước nhá. Cái này còn đẹp đấy cả nhà mình ạ. Vâng, cái này thì nó cũng còn đạt tới 95% độ mới nhá. Mà giá thành thì lại rất là hợp lý luôn này. Cái này mà các bác mà không mua thì cũng rất là tiếc này. Cái này giá thành rất là hợp lý. Đấy, 1.400.000 đồng nhé, 1.400.000 đồng. Bác nào mà ưng mẫu này thì chụp lại gửi vào Zalo cho em. Và bây giờ thì em xin phép được sang cái mã thứ tư của ngày hôm nay. Mã thứ tư của ngày hôm nay thì nó cũng là thương hiệu Izitoama nhé. Đấy, nó cũng là thương hiệu của Trung xuất Nhật. Vâng, cái này thành vách cũng thế nhé cả nhà mình. Nó không có chảy xước và riêng cái dòng nồi này cực dày luôn. Đấy, toàn bộ thân ở ngoài dày, lòng ở trong dày. Vâng, khi mà đã xuất sang Nhật thì phải
độ đẹp, độ bền cao thì Nhật họ mới nhận nhé cả nhà mình. Đấy, và riêng cái dòng này thì nó cảm ứng, mình chỉ cần nhấn nhẹ vào đây thôi nhé cả nhà mình, là mình nấu nó rất là dễ dàng này. Ở trong nắp nồi này, nắp nồi thì đang còn rất là mới nhé, gioăng cực dày luôn này cả nhà mình thấy, gioăng vô cùng là dày, sự đàn hồi cực kỳ là tốt. Cái này cũng đang còn rất là xuất sắc nhé, ở trong lòng này. Đấy, cả nhà mình thấy lòng đang còn mới này, đang còn đẹp nhé. Đấy, thành vách này. Riêng cái dòng nồi này thì nó rất là dày, độ dày của nó cao, mình nấu cơm nó rất là ngon cơm nhé cả nhà mình. Các cái chức năng thì bên em đều đã gắn bằng tiếng Việt rồi nhé cả nhà mình nhé. Đấy, sau khi mà nhà mình mua nồi ở bên em đấy, thì nhà mình xem là nhà mình đã có cái cục đổi nguồn chưa. Nếu mà chưa có cục đổi nguồn thì mình mua luôn, liên hệ là mua luôn với bên em nhé, để cục đổi nguồn nó đi kèm theo với lại nồi thì độ bền của nó được cao và mình nấu cơm nó sẽ rất là ngon cơm nhé cả nhà mình. Cục đổi nguồn thì ở bên em nó có hai loại, một loại thì nó là 450.000 và một loại là 550.000. Vâng, bên em mà bán kèm theo với lại nồi thì sẽ không lấy lời cái cục đổi nguồn nhé cả nhà mình. Đấy, cho nên là trước khi mà các bác vào xem mà mua hàng ở bên em thì bên em sẽ nói luôn để nhà mình dễ lựa chọn. Và tránh cái trường hợp là sau khi mà mình mua nồi về rồi thì mình không có cái cục đổi nguồn, mình cắm nhầm vào điện 220 thì nó sẽ xảy ra là bị cháy mất cái nồi nhá cả nhà mình. Đấy, thì nó sẽ ảnh hưởng tới chất lượng cũng như là mất tiền mất của nhá. Đấy, cái này thì bên em đang bán với giá là 2 triệu đồng này. Đó, bác nào mà ưng mẫu này thì chụp lại gửi vào Zalo cho em này. Bây giờ thì em xin phép được sang cái mã cuối cùng của ngày hôm nay này. Mã cuối cùng của ngày hôm nay nó là thương hiệu Panasonic này, cao tần 1 lít đời 17 nhá. Cái này thì thành vách cực đẹp luôn này. Đấy, thành vách cũng không có bị chảy xước nhá, không móp méo ở đâu cả. Bề mặt đằng trên thì nó là dòng màu đỏ nhá cái nhà mình, ở dưới diềm thì nó là màu đen này. Đấy, những cái chức năng ở đây thì bên em đều gắn bằng tiếng Việt rồi này. Chế độ nấu này, giờ này, hẹn giờ này, gạo trắng này, phút này, nấu cơm ngon này. À, cơm cháy nhá, nấu thành cơm cháy nhá. Nấu cơm ngon này, cơm mềm này, cơm cứng này. Khi mình không thích ăn cơm mềm đấy thì mình có thể là chọn vào chế độ nấu cơm cứng này, nấu nhanh này, gạo lứt này, nấu cháo này, ủ ấm này, nấu này, hủy này. Đấy, chức năng của nó thì rất là nhiều chức năng nhá. Đấy, hoạt động thì rất là tốt luôn. Cơm thì cực kỳ là ngon nhá ở nhà mình. Em sẽ mở vào lòng trong này. Lòng trong thì nắp thì nó có bị ố một chút nhé. Thế nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng đâu. Cái chất lượng là cái độ dày này, độ đàn hồi của nó đang còn tốt thì là mình nấu cơm nó vẫn rất là ngon nhé cả nhà mình. Ở trong lòng nồi thì nó có một chấm này, một chấm rất là nhỏ luôn cả nhà mình thấy đấy. Một chấm rất là nhỏ luôn nhé. Còn cái này thì nó có phụ kim tuyến này. Đấy, cái này thì cũng đang còn đẹp này. Nó chỉ có một lỗi chấm nhỏ ở ngoài thôi nhé cả nhà mình. Cái này thì lòng ngoài đang còn rất là đẹp nhé. Cái này thì bên em đang bán với giá là 1.300.000 đồng. Vâng, bác nào mà ưng mẫu này thì chụp lại gửi vào Zalo cho em. Và trong buổi báo giá của ngày hôm nay thì em Tinh đã lên giới thiệu 5 mẫu nồi cơm điện, dòng nồi điện Nhật. Cô chú anh chị nhà mình vào theo dõi mà không ưng cái mẫu nào ở trong buổi báo giá ngày hôm nay thì có thể là liên hệ vào số điện thoại của em là 03 6148 716, thì em sẽ tư vấn cũng như là sẽ tìm ra cái mẫu mà gia đình nhà mình đang lựa chọn bấy lâu nay nhé cả nhà mình. Vâng, đến đây thì em Thinh xin được tạm dừng video. Bác nào mà đang vào xem kênh của em thì cũng mong ủng hộ cho em nút like và đăng ký kênh. Và một lần nữa thì em Thinh rất là cảm ơn đến các bác đã quan tâm theo dõi cũng như là đã tin tưởng bên shop em và mua hàng ở bên shop em rất là nhiều. Đấy, mặt hàng ở bên shop em thì không phải là một mình nồi cơm điện mà nó có cả là bếp ga nữa cả nhà mình nhé. Đấy, quạt. Đấy, khi mà cả nhà mình vào theo dõi mà muốn tìm về dòng bếp ga thì cũng liên hệ vào số điện thoại của em thì em sẽ tư vấn cũng như là gửi đến những cái mẫu bếp ga thật là tuyệt vời. Đấy. Và kênh của em đấy thì em sẽ phát vào 11:30 của buổi trưa nhé cả nhà mình. Và buổi tối thì cứ 7:30
Đấy, kênh của em thì một ngày em chỉ phát 2 lần thôi. Đấy, mọi người vào theo dõi và ủng hộ em Thinh một like, một nốt đăng ký kênh nhé. Đến đây thì em Thinh xin được tạm dừng video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ạ.